Chào toàn thể mọi người nhé. Trong cái cộng đồng giáo trúc của chúng ta thì luôn luôn đồn đại một câu chuyện, đó là thổi sáo đêm thì hay có dẫn ma đến 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 cái chỗ mình thổi sáo ấy. Kiểu như là thổi sáo đêm thì cái linh hồn người ta sẽ nghe nghe thấy thì tiếng sáo, nghe theo tiếng sáo và bay 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 về cái chỗ mình thổi sáo ấy. Đó. Thì hôm nay mình sẽ thử thổi sáo đêm và thử chứng minh cho các bạn xem là thổi sáo đêm tối nói chung thì có ma hay không nhá. Thì mình vừa đặt mua của một số hacker một cái phần mềm trên điện thoại có thể gọi là xoay được ma. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thổi sáo. Và sau đó thì thử đi tìm xem là có ma xung quanh đây không nhá. Sẽ thổi sáo mèo nhé. Sáo là sáo của vùng Tây Bắc. Thì không biết là có mã rừng ma rú nào không? Bài huyền thoại. Bài đấy nghe kinh lắm. Đây thì cái chỗ mình vừa thổi sáo đây. Mình vừa ngồi trước cửa thổi sáo. Đây là hai con chó nhà mình sẽ trợ giúp cho mình. Đó. Thì đây mình sẽ bắt đầu đi tìm xem có ma không nhá. Đây là một hacker người Ukraine gửi cho mình cái phần mềm này. Đây sẽ tìm ma. Wow. Cái gì kìa? Ấy, heo thấy chưa? Bắt đều heo. Hả? Nói chứ. Xin phép cụ cho hỏi ạ. Cụ đến từ đâu và tên là gì và đến từ đâu ạ? Alo?
Cô năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Nói gì nói rõ lên không nghe đâu. Can you speak Vietnamese? Đi à? Nói không hiểu xong đi. Rồi sẽ đi xung quanh đây nhá. Rồi. Đi tiếp. Ghost signal required. Đó. Thì khi mà người ta phát hiện ra cái con ma là nó sẽ mũi tên này, chúng ta sẽ gì đấy, mũi tên đang chỉ bên trái này, đấy, xoay bên trái, à đấy, ui, gần thế. Hello, how are you? What's your name? Hả? Nó nói gì nhỉ? Ghê quá. Sao nhà mình ở Việt Nam lại nhiều ma Tây ấy nhỉ? Hello? Hello? Không nghe gì không? Nhỏ. Đi tìm ông khác. Đây là nhiều nữa nguyên liệu này. Đó. Nó vẫn chỉ tới đây này. Nó đi mất rồi. À đây đây đây. Con gì bay bay kìa. Cục cục đi cục đi chụp cho này. Bên trái nó chỉ bên trái này. Ôi đậu má. Sợ thế. Nhiều ma quá. Thế là lỗi phần mềm. Ghost signal required. À đây 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 đây. Dưới đây dưới đây. Hello. Đến gần rồi. Ê. Mày đứng lại đâu xem nào, sao tao không đến gần được mày. Tao bỏ đi. Đấy. Mình sẽ đi lên quanh cả sân nhà mình nhé. Ghê quá. Không hiểu đâu nhá, không hiểu đâu nhá. Nói gì nói tiếng Việt nhá. Ma phải nói được đủ các thứ tiếng nhá. Đấy, hai con dog này thôi. Nó biến rồi. Để đi vào đây rồi. Signal required. Wow. Đâu, anh đang bay lơ lửng. Cái gì shit cái gì? Oh shit cái gì? Ừ. Chứng tỏ là thổi sáo buổi tối rất là nhiều sự thu hút nhé. Anh em nên chú ý cái vụ này. Đấy. Nó đi xa ra thì nó sẽ mờ mờ rồi. Vâng thưa các bạn, đấy, thực ra thì chỉ là một cái phần mềm gọi là giả lập thôi. Hiệu ứng thực tế ảo giống như Pokemon Go á. Đó, chúng ta không thấy Pokemon nhưng mà nhìn vào màn hình điện thoại thấy Pokemon đứng ở trong cái khung hình nhé. Thì thực ra nó là chỉ là một cái phần mềm như kiểu trò chơi thôi, không phải thật đâu. Thì các bạn cứ yên tâm mà thổi sáo ban đêm nhé, không vấn đề gì đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và like video nhé. Xin chào các bạn.